Tao giao cho mày nhiệm vụ nè. Đi vào trong đó thám thính xem bọn nó đang sản xuất cái gì, sau đó quay lại báo tao. Ấy chết mẹ, quên mất là cái này xem được từ xa mà. Nhà kho bé thế. Toàn những bác học thiên tài, không thích làm người, lại muốn làm bồn cầu, đéo hiểu luôn á. Hoặc mình nghĩ cũng có thể là do mấy ông ấy, làm việc chăm quá đến mức đi vệ sinh không rửa tay, nên mới bị bọn nó hóa thành bồn cầu cũng nên. Ê thằng kia, mày là gián điệp bên ngoài gửi vào đúng không thôi bỏ mẹ tôi rồi nó phát hiện ra mình rồi té khẩn trương thôi những đứa biết được bí mật này thường không có đường trở về đâu nên là mày để cái mạng lại đây nhé em không nhìn thấy gì đâu anh tha em anh ơi